Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, cây xài đất là một loại cây được dùng làm thuốc trong đông y, có tác dụng trong việc tiêu độc, hoạt huyết. Cây còn có tác dụng trong việc chữa các bệnh viêm bàng quang, viêm tuyến vú, lở loét ngoài da hay bị mụn nhọt. Tuy nhiên, rất ít người biết sử dụng loại cây này đúng cách để chữa bệnh. Để hiểu thêm về loại cây này, hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu thêm trong video này nhé. Cây xài đất. Cây xài đất là gì? Cây xài đất hay còn được gọi là cây cúc nháp hoặc húng trám. Chúng được gọi là húng trám bởi vì khi nhai cây này thì có vị như rau húng, còn có mùi giống như mùi quả trám nên được gọi là húng trám. Xài đất là một loại cây thân thảo, thân có màu xanh và có lá dính sát vào thân và mọc đối nhau. Trên mép của lá có những răng cưa nhỏ, có lông trên hai bề mặt của lá. Đây là loại cây mọc bò trên mặt đất, khi thân mọc lan tới đâu thì rễ cũng mọc tới đó để bám vào mặt đất. Hoa của cây xài đất có màu vàng tươi và mọc thành từng cụm. Xài đất là loại cây mọc hoang, có nhiều ở các tỉnh phía Bắc nước ta. Cây mọc trên ruộng, đường, các khu đất trống. Xài đất có thể bắt đầu thu hoạch để làm thuốc khi cây đang ra hoa. Chúng ta có thể làm thuốc từ tất cả các bộ phận trên cây, có thể dùng tươi trực tiếp hoặc đem đi sau khô. Làm thế nào để trồng và chế biến xài đất? Cách trồng và chế biến cây xài đất này khá dễ dàng. Chúng ta nên trồng và chế biến xài đất theo các cách dưới đây. Cách trồng cây xài đất. Loại cây này dễ sống và dễ chăm sóc. Bạn chỉ cần cắt một đoạn thân cây, sau đó đem chôn đoạn thân cây đó xuống đất. Nên nhớ là bạn chỉ cần chôn hai phần thân cây xuống đất là được. Nếu đoạn thân nào có rễ thì càng tốt vì chúng sẽ phát triển nhanh hơn. Bạn có thể thu hoạch cây sau khoảng 30 ngày khi cây đang mọc hoa. Khi thu hoạch thì thu hoạch phần thân và để lại rễ và phần thân gần rễ để cho cây mọc tiếp. Bạn có thể thu hoạch cây có chất lượng tốt nhất vào khoảng tháng 4, tháng 5 vì lúc đó là thời kỳ cây đang ra hoa. Cách chế biến cây xài đất. Người ta thường dùng lá, thân, hoa của cây xài đất để làm thuốc. Bạn có thể sử dụng cả xài đất khô và tươi. Tuy nhiên, sử dụng xài đất tươi sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Nếu bạn sử dụng xài đất khô thì đem cây về, sau đó phơi khô. Phơi đến khi bẻ cành cảm thấy khô giòn là có thể dùng được. Công dụng của xài đất. Tác dụng của cây xài đất trong đông y có rất nhiều. Xài đất là một loại thảo dược có vị hơi chua, ngọt, mát, chữa được rất nhiều loại bệnh. Người ta thường dùng xài đất phổ biến trong việc chữa các bệnh như giảm sốt, giảm đau và kháng sinh. Ngoài ra, cây còn có tác dụng rất tốt trong việc chữa các bệnh như chữa rôm sảy ở trẻ em, ung thư vị môn, viêm tuyến vú, viêm bàng quang, tác dụng trong việc phòng chống một số loại bệnh như sởi, bạch hầu, v.v. Cây xài đất chữa được bệnh gì? Người ta thường dùng cây xài đất chế biến thành thuốc để chữa các bệnh khác nhau. Sau đây là một số bài thuốc dân gian từ loại cây thảo dược này. Giúp hạ sốt. 50g xài đất đem sao khô, sau đó đem giã nát và hòa cùng 350ml nước. Dùng uống trong ngày, còn thừa phần bã đem đắp vào lòng bàn chân, làm cho đến khi hạ sốt cho cơ thể. Chữa viêm cơ. Dùng kim ngân hoa, bồ công anh mỗi thứ 20g, 16g cam thảo đất cùng với xài đất 50g, rồi đem sắc lấy nước uống, uống trong ngày, còn phần lá xài đất đem đắp lên chỗ xương. Chữa viêm bàng quang. Dùng 20g mã đề, 20g bồ công anh, 16g cam thảo đất, 35g xài đất tươi, đem tất cả nấu cùng 1000ml nước, đến khi cạn còn 300ml
nước là được. Dùng nước đó uống sau bữa cơm trưa và tối. Chữa sốt xuất huyết. Xài đất tươi 30g, kim ngân hoa 20g, lá xào đen 20g, củ sáng dây 20g, hoa hà 16g, cam thảo đất 16g. Đem tất cả đun sôi với 1000ml nước. Đun tới khi cạn còn 200ml là được. Sử dụng uống hàng ngày. Nếu bị sốt cao thì có thể bổ sung vào thang thuốc thêm 20g của tóc tiên. Chữa viêm tuyến vú. Dùng 20g kim ngân hoa, 20g bồ công anh, 20g thông thảo, 16g cam thảo đất và 50g xài đất. Đem đun sôi lấy nước, uống nước trong ngày, uống chia làm 3 lần. Điều trị ung thư môn vị. Xài đất, bán chi cùng bạch hoa xà thiệt, mỗi thứ 30g, đem tất cả đi sắc lấy nước uống. Uống nước sắc trong ngày, chia làm 3 bữa để uống. Chữa viêm chân răng. Sử dụng xài đất cùng 15g bán liên biên, 10g hiền sâm, đem tất cả đi sắc với nước, làm nước uống. Uống nhiều lần nước trong ngày. Trị mụn, chàm, lỡ. Bạn dùng 30g xài đất cùng với 10g khúc khắc, 15g kim ngân hoa, sau đó thêm 16g cam thảo đất, tất cả đem sắc lấy nước uống, uống trong ngày. Cây xài đất tắm cho trẻ sơ sinh để trị rôm sảy là một bài thuốc vô cùng an toàn và hiệu quả cho bé, bởi trong xài đất không hề có độc và cây có tính mát, giúp giảm nóng trong người và giảm tình trạng rôm sảy ở bé. Mỗi một nắm xài đất tươi đem vỏ nát cho vào nấu với nước để dùng làm nước tắm cho trẻ. Sau khi tắm với nước xài đất thì tắm lại cho bé bằng nước sạch rồi lau khô cơ thể. Sử dụng thường xuyên cho bé để ngăn ngừa và làm giảm tình trạng rôm sảy. Trẻ nhỏ bị ban độc, ban trái. Sử dụng cỏ nhỏ nồi 4g, nhãn lồng 4g, bạc hà 4g, xài đất 6g, 3 con trùng hổ chế, 2g thạch cao, tất cả đem nấu cùng 600ml nước đến khi cạn còn 200ml là được. Uống trong ngày, chia ra làm 3 bữa uống. Trị ho ra máu, ho gà, huyết áp cao. Tùy theo tình trạng bệnh, lấy từ 15 đến 30g xài đất khô đem đun sôi làm nước uống. Uống nhiều lần trong ngày, liên tục trong vòng 3 ngày. Ngăn ngừa sởi hay bạch hầu. Tùy theo tình trạng bệnh, lấy từ 15 đến 30g xài đất khô đem đun sôi làm nước uống. Uống nhiều lần trong ngày, liên tục trong vòng 3 ngày. Chữa viêm phổi, viêm amidan. Sử dụng xài đất khô khoảng 20g, đem đun sôi cùng 3 bát nước đến khi cạn còn 1 bát là dùng được. Uống nước trong ngày, uống đến khi tình trạng ổn định. Điều trị viêm gan, vàng da. Sử dụng 10g xài đất khô, 10g nhân trần, 5g kim ngân hoa, tất cả đem sắc lấy nước uống, uống nhiều lần trong ngày. Điều trị cảm cúm. Lấy 30g kim ngân hoa, kinh giới 3g, xài đất 3g, mạn kinh 2g, tiết tô 3g, 3g cam thảo đất và 3g lá gừng. Đem tất cả đun sôi cùng 3 bát nước đến khi cạn còn 1 bát là được. Đem nước chia làm 2 lần uống trong ngày. Chữa khạc ra máu. Tử chu thảo 15g, trắc bách diệp 15g, bách hợp 10g, xài đất 30g, đem tất cả sắc lấy nước, uống thành nhiều lần trong ngày. Giúp tiêu độc thanh nhiệt. Lấy khoảng 100-200g xài đất, ăn như rau sống. Nên ăn kết hợp rau với thịt, hạt cá để làm mát, thanh nhiệt cơ thể. Trị viêm, nhiễm ngoài da. Sử dụng 20-30g xài đất, đem giã nát, sau đó đắp lên. Sau đó đắp lên vùng cơ thể bị viêm như viêm quần, viêm tuyến vú, viêm tấy, viêm răng, v.v. Không sử dụng cho những người đang bị mưng mủ hoặc áp xe. Điều trị viêm da cơ địa. Cam thảo 16g,
12g cá đầu ngựa, 15g kim ngân hoa, 30g xài đất đem đun sôi với 500ml nước. Đun sôi cho tới khi cạn còn khoảng 200ml nước là được. Dùng để làm nước uống trong ngày, hoặc có thể dùng bài thuốc sử dụng 30g xài đất đun cùng với 10g khúc khắc, bồ công anh 20g và thêm 15g kim ngân hoa. Đun sôi cho tới khi cạn còn khoảng 200ml nước là được. Dùng để làm nước uống trong ngày. Khi sử dụng cây xài đất cần lưu ý những gì? Trước khi sử dụng các bài thuốc từ cây xài đất, hãy tham khảo ý kiến từ bác sĩ để có những thông tin chính xác nhất. Không nên tự ý sử dụng xài đất với các loại thuốc bạn đang uống. Điều đó có thể dẫn tới tình trạng tương tác với thuốc và gây ra những triệu chứng có hại với sức khỏe. Đối với những người có làn da mẫn cảm thì nên thử đắp một chút xài đất lên trên cổ tay. Nếu sau 24 giờ không có dấu hiệu dị ứng thì có thể dùng được. Video này đã cung cấp một số thông tin về cây xài đất và một số bài thuốc chữa bệnh từ cây. Tuy nhiên, tác dụng của các bài thuốc điều chế từ cây xài đất thuộc vào cơ thể của mỗi người. Bạn không nên sử dụng tùy ý mà nên hỏi ý kiến của các bác sĩ trước khi sử dụng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.